nó chặn anh luôn rồi đó, nó, anh không có gọi được á. Anh gọi nó được luôn. Mày bỏ bánh dao quá không, nó chặn luôn, nó chặn đầu kia, nó gọi được luôn. Nó đặt tại khác đi anh ơi, em quỷ cái đơn này. Em chạy chỗ khác chứ em đứng là hồi chết em luôn á. Hello mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Mấy hôm nay mình cố gắng thức sớm á mọi người. Cả tháng nay mình cứ ra xe mình chạy là cứ 4 giờ thức, rồi cứ tầm tầm 5 giờ mở app lên chạy. Nói chung là tại vì cái bây giờ cái điểm bây giờ nó đang căng thẳng đó mọi người, kiểu kinh tế nó khó khăn này kia, mình nghĩ chắc mọi người cũng giống như mình đúng không? Thôi cố gắng nha mọi người, cố gắng lên, chứ biết làm sao giờ, giờ thất nghiệp rồi kinh tế làm ăn không có tiền rồi nọ cũng căng. Hôm qua mình chạy ở ngoài, thấy ở ngoài quận 7 nè, quận 7, quận 4, quận 5. Mấy cái công ty ngoài đó thì mình thấy bây giờ họ kiểu họ biểu tình đó mọi người. Nhìn thấy thương mấy người công nhân ghê, nó tội ghê đó. Giờ đã làm tới Tết rồi mà bây giờ bị quỵt tiền nữa. Giờ không trả lương cho người ta biết làm sao giờ. Rồi Tết nay rồi người ta sống làm sao, tiền không có rồi sao chịu quê. Bây giờ mình đang bây giờ cũng là 5 giờ mấy rồi, mình đang chạy từ từ ra ngoài Thủ Đức. Tại vì mình ở Bình Dương thì mình bắt buộc mình cũng phải chạy từ từ ra ngoài Thủ Đức. Có bữa nó nổ, chạy đang chạy thì nó nổ, có bữa thì nó không nổ, rồi tắt đèn luôn. Nên là mình cứ chạy từ từ ra cái chung cư đó. Mình hay ra ngoài cái chung cư đó đó. À, anh em thấy không? Ngoài cái chung cư chấp chóp đó đó. Đó. Mình hay ra ngoài cái chung cư đó mình ngồi, đúng rồi đó. Hoặc là mình chạy ra ngoài Bình Chiểu, Phú Đức đồ. Mình ngồi ngoài đó. Khi nào nổ rồi mình chạy. Hoặc là mình lúc mà mình chưa nổ thì mình đi kiếm cái gì mình ăn, rồi mình ngồi mình chờ đơn, nổ đơn rồi mình chạy. Chứ buổi sáng cũng không biết lạng vòng vòng đi đâu. Ôi, di chuyển thôi anh em ơi, trời ơi, mình ngồi từ hồi nãy giờ một tiếng mấy rồi nó không nổ. Rồi từ lúc 5 giờ 15 bây giờ từ 6 giờ rưỡi luôn rồi. Ủa cái cửa của mình nó màu đen vàng đúng không? Nghe các bạn. Rồi. Đang đứng ngoài trước rồi. Rồi. Trời ơi, hello anh em. Trời ơi, mình đang chạy ra quốc lộ 13 hướng về Bình Thạnh đó. Mà nó nổ một cốt, nó quăng cho ngược vô trong Dĩ An Bình Dương. Ôi, tôi lại thì không. Ôi,
trái ra không quăng quăng trái vô không. Chết thằng nhỏ luôn. Chán ghê. Bây giờ cốt này 68.000 trừ hết và nó 18.000 19.000. Giờ ra với An Bình Dương không biết làm gì luôn. À thế à. Mình đi Huỳnh Thị Tươi đúng không? Cần cắt cái đó không? Ok. Trong khu nghiệp cái địa chỉ em ghi cũng có không chính xác lắm, chỉ được. Cái đó khu nghiệp hả? Dạ. Khu nghiệp nào ta? Tăng Long Thạch B. Công ty này hả? Dạ. Của em 68. Rồi anh gửi. Ok. Cảm ơn nha. Nha. Lát cái đít rồi mấy ông ơi. Mày làm hết hồn. 68.000. Mình còn lại được 49.000 nha anh em. Trời ơi, mình đã bị nhốt rồi anh em ơi. Sáng nó quăng mình đi vô trong Sài Gòn không quăng. Mà quăng mình được cho ra với An Bình Dương. Cái lụ đạn đó. Sáng thì chớ, bây giờ tôi phải ôm xe đi lết từ từ ra ngoài. Không để mình kiếm cái gì mình mua mình ăn cái rồi mình ngồi nghỉ xíu rồi mình chắc mình ôm xe mình lết từ từ vô trong Sài Gòn. Đúng rồi, tất cả đều ở đúng. Ở đây là thua trong cái khu công nghiệp đồ này nọ. Hợp lý. Cơm chiên, làm một hộp cơm chiên. Chốc. Hết cơm hả con? Hết cơm à? Rồi, xu cà nơ luôn. Con biết sao cho cơm luôn hả? Cho em. Cho em hộp sôi đi chị. Sao mặn hả? Dạ. Cho chứ không có mua nha. Ủa? Gì vậy? Ai. À, 15.000 thôi nha chị. Nhiều quá em ăn không hết đâu. 10.000 cũng được, 15.000 cũng được. Ờ. Chán quá mọi người ơi. Hồi nãy mình có nhận một cái đơn GoFood mà ship tiền ship chỉ có 12.000 mà tiền ứng thì 143.000 143 mà mình gọi hoài thì tàn thuê bao không à, mà nhìn lại số sau cái người khách đó thì không có xếp hạng luôn, không kiểu là không xếp hạng số sau được luôn á mọi người, nên là mình cũng sợ rồi mình gọi thì người ta tàn phá máy không à. Bây giờ xong cái mình báo lên tổng đài mình quỷ. Tổng đài quỷ xong tụn phát còn 50% luôn. Đó, chán người. Bây giờ nó giam hoài luôn. Nó giam mình từ 6 giờ rưỡi rồi bây giờ tới 9 giờ rưỡi rồi.
3 tiếng rồi nó không nổ. Quá chán. Mình đang ở bến xe miền Đông mà. Hy vọng một lát sẽ có cốt ở bến xe miền Đông để mình lấy lợi với nghe mọi người. Chứ bây giờ mà tới nó không nổ là chiều nay ăn cám luôn á mấy ba. Vô bến xe miền Đông lấy hàng rối não quá. Em lấy hàng khách trên tài á anh, số điện thoại nè. Lấy hàng vô quầy làm phiếu luôn anh. Ở chỗ nào anh? Thì chỗ anh làm phiếu nè, vô quầy đó. À chỗ này hả? Vô quầy đó. Đây đúng không? Dạ. Anh ơi, em lấy hàng khách tên tài. Đây số này. Đây cho em vậy. Bye bye. Ủa? Gì vậy? Rồi ok. Ây da, ây da. Mình đã lấy hàng xong. Lấy mấy cái đơn mà vô cái mấy cái bánh xe miền Đông này nó hơi mệt mỏi chút xíu. Nếu mà anh em có mấy cái đơn lấy hàng mà trong đây thì cũng cố gắng hoàn thành mấy cái đơn cho xong nha. Hơi bị đuối á. Mình thì đơn nào mình cũng lụm hết trơn á. Vậy mà hồi sáng bị cái đơn nó chán hay ghê. Quốc cái còn có 50% là mình muốn đi về rồi đó. Ok mọi người, mình quay lại với cái đơn hàng lúc nãy mình hủy. Và mình cũng đã bị tụt hiệu suất xuống 50%. Có nghĩa là mình nhận đơn hàng GoFood mà gọi khách thì không nghe máy. Mình gọi, nói chung là GoZ thì lúc trước thì có hướng dẫn nói là gọi 3 cuộc mà không liên hệ được với khách á thì được hủy nha. Nhưng mà mình gọi tầm 10 cuộc luôn có hơn nữa mà cứ thuê bao với khách vừa gọi đang trong dùng chùm mền. Thì mình muốn làm sao giờ, với lại cái đơn đó có ứng 140 mấy ngàn. Mình cũng sợ lắm, bây giờ đang khó khăn lắm, bị bơm cái là chết luôn á mọi người. 140 mấy ngàn, coi như 150 rồi đi. Nói chung là đối với nhiều bạn thì nó không có kiểu là nó không có vấn đề gì hết. Nhưng đối với anh em tài xế thì thật sự 5 ngàn, 10 ngàn hay 20 ngàn, 30 ngàn gì đó là nó cả một vấn đề. Cũng được dĩa cơm đồ này nọ đúng không? Nhưng mà mình chờ lâu quá thì mình gọi không được thì này nọ nữa thì mình quỷ.
lúc trước á, thì anh em xem clip của mình có vừa rồi mình có đăng một cái clip mình bị bơm hàng cái gọi sợi dây sạc đó anh em. Mình bị bơm hàng cái sợi dây sạc đó thì 200.000. Mà mình báo lên trên công ty thì trên phía bên GoJet cũng có gọi cho mình nha. Thì nhưng mà mình sẵn tiện đó thì cái đơn hàng đó mà mình bị hủy rồi, người ta nói này nói kia rồi cuối cùng rồi cũng không hoàn tiền được. Thì thôi mình cũng bỏ luôn, thui gũi rồi, coi như mình chấp nhận mình bỏ luôn. Rồi sẵn tiện lúc đó mình cũng có hỏi những cái đơn hàng mà GoFood đồ này nọ đó anh em. Thì người ta cũng có nói thì nếu mà gặp mấy tình trạng đó thì mình gọi không được hoặc là liên hệ đồ không được nào này nọ để xác nhận đơn đó thì mình hủy, thì mình báo là đơn hàng ảo đồ này nọ thì mình hủy nó sẽ không còn hiệu sức. Đúng rồi, tất cả đều đúng. Công ty GoJet nói như vậy thì đúng ngay lúc này, thì mới hồi sáng này lúc 6 giờ mấy thì mình cũng đụng luôn một cái đơn vừa rồi. Đó, thì mình báo cũng y như vậy, mình hủy khoảng 3 phút sau là thấy trên hệ thống hủy đơn rồi. Mình nhìn lại hiệu suất thì rớt xuống còn 50% hiện tại luôn. Hiện tại bây giờ mình còn 50% nha. 50% hiệu suất thì anh em biết bị giam cỡ nào rồi đó. Mình ngồi từ 6 giờ rưỡi cho tới 9 giờ rưỡi, hơn 9 giờ rưỡi là không nổ. Mình lạng vòng vòng muốn giáp cái Bình Thạnh luôn, nó cũng không nổ. Mình lết vòng ra gần tới Bến Xe Miền Đông, cái nó nổ được một đơn giao hàng từ Bến Xe Miền Đông qua bên Cò Giáp. Đơn này mình vừa lấy xong rồi, hiện tại bây giờ là mình đang đi giao nha anh em. Đó thì chứ mình xử lý cái tình huống đó thì anh em chạy xe thấy mình có sai gì không? Làm đúng quy trình, xử lý đúng quy trình. Những cái đơn hàng mà có từ này nọ thì gọi khách xác nhận, xử lý đúng quy trình. Gọi xác nhận không được, có cái đơn này thì gọi xác nhận không được, đặt cho đã rồi thoải mái luôn, gọi xác nhận không được rồi làm sao mình dám chạy. Còn cái đơn kia gọi xác nhận được hai bên hết nhưng mà vẫn bị quỷ. Cuộc đời nó khốn nạn quá, đang khó khăn mà gặp những vị khách thần thánh không. Đáng. Ok anh em, mình đi giao cái đơn này cho sớm để coi mình chạy từ đây tới tối rồi lấy hiệu suất lại. Với lại mình nghĩ chắc là mình gán mình gồng GoJet này chắc hết năm nay mình chắc mình cũng nghỉ chạy GoJet. Mình chắc mình sẽ qua Bi mình chạy. Tại vì bây giờ anh căng quá. Tới với mình á, mình đồng hành với Go năm nay chắc tầm 5 năm rồi đó. Mình chạy thì từ năm 2018 mình đã đi đăng ký, đầu năm 2018 mình đã đi đăng ký rồi. Mình cũng nói chung mình không phải là dạng đời đầu nhưng mà kiểu có gần đời đầu của Go này luôn rồi đó mọi người. Mà chạy thì cách chạy thì mình biết hết nhưng mà có kiểu là chỉnh cái là giam ghê quá. Mà tiền áp thì cho mỗi ngày chạy 16 tiếng mà cho mỗi ngày chạy cũng được có nhiêu đâu, chạy gãy xương sống luôn. Mà bây giờ thật sự mà mình nói không phải mình nói gì, anh em thích chạy bên nào thì chạy thôi, nhưng mà có cái là bên đây chạy thật sự bây giờ mình cũng nản dữ lắm mọi người.
bây giờ chạy không thể nào mà lấy thưởng được hết trơn. Bây giờ anh em cái trong nhóm của mình hồi đó anh em chạy gô á, bây giờ người ta qua mi tôi chạy hết trơn. Bữa mình qua mình gặp mình sững sờ luôn. Ủa trời ơi, áo vàng nó vàng hết trơn rồi, còn có mình nên mình áo xanh lè xanh lét, túi phút mượn xanh. Cứ chạy tưng 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 ngoài mà chạy thì áp không lên tiền nổi. Mặc dù biết cách chạy, mặc dù chạy rất là khá là tốt á, nhưng mà không lên tiền nổi. Cái thứ hai bây giờ qua bi á, anh em qua bi á, tại vì tại thì chạy đều đều tầng cũng được móc 2 móc 3, yếu yếu thì được móc 2. Mình lấy cái tiền móc 2 đó, mình lấy tiền thưởng hàng tuần đó, mình bù qua tiền xăng cộ hoặc là mua một bình nhớt để đổ vô xe rồi chẳng hạn, đúng không? Đúng cũng, là con trai của ta cũng, mình cũng lãi được một tí xíu anh em. Chứ bây giờ thật sự mà nói bên cô bây giờ chạy á thì móc thưởng thì lấy không được, mà bây giờ cứ tăng cái móc móc điểm lên, tăng điểm cao lên rồi ai mà lấy được. Anh em chạy mà được móc một cái tiền nó hút luôn rồi, cái tiền trong app nó hút luôn rồi, rồi mà làm sao người ta bù cho mình. Mình chạy mình thấy rất là nhiều, giờ cũng mệt mỏi thôi, giờ mình ráng mình gồng qua năm. Chắc là có lẽ là mình sẽ qua bi. Chứ bây giờ chạy bên đây bây giờ chán quá. Chạy mà riết mà gãy chiếc xe ra làm hai luôn mà cũng có được ngàn là tiền thưởng đâu. Ủa em lấy đồ hả? Của em như 9 31. Tổng hết 91 ngàn. Cái phí này nhiêu vậy? 50 ngàn. Với anh tiền ship qua anh đây là 34 ngàn. Thôi để em chuyển em 100 nha. Với em cho anh xin thêm 7 ngàn tiền xe. Thôi em chuyển em 100 nha. Okay. Đi đâu hả? Đi đâu mà không có nhà. Em nói bạn đi. Anh sợ qua cái em không có nhà. Bỏ đâu đi, bỏ đâu được. Bỏ đây ha, lát hai đứa đem vô. Cái hàng gì á? Vietinbank 10087 10087 0051 0051 836 đây chưa? 10087 0051 836 rồi. Rồi ok, cảm ơn em nha. Đơn này mình được 26 ngàn. 26 ngàn, bạn nó tiếp cho nãy 91 ngàn, tiếp cho 9 ngàn nữa là 100 ngàn. Hai mươi sáu dưới 9 là 35. Ngon luôn. Ok. Đổ đơn tiếp em ơi. Qua đâu? Rồi, thấy gớm luôn. Trời ơi là trời. Và cái này chắc đồ đông lạnh, hôm bữa mình mới bị một cái. Đồ đông lạnh này bữa nay bị nữa. Đấy các trưởng. Lúc nào mình cũng có đem theo cái này. Anh đợi cái chùm ba này lên nè. Để chùm ba này lên xong rồi để cái này lên là nó không, lên. Hay cái đó nó khỏe rồi. Xé cái này ra ha. Cột cái này ấy, còn dây cho nó dài dài ra chứ. Rồi anh leo lên đi, anh đẩy xuống cho. Thấy chưa? Hả? Đẩy không? Phải hả? Tại. Ê! Đã em nói rồi.
Trời ơi. Để nó để em vịn em đẩy xuống cho không chịu. Tại nào giờ nó xuống cái vướng cái cái. Trời ơi chết nữa, chắc lại nữa. Từ từ nha, xuống đây để em vịn lại cho. Được. Tao hết. Tao hết. Đó. Rồi. Đứng rồi đó anh, đứng rồi đó. Nghiêng hả? Nghiêng bên nào? Nghiêng bên đây đúng không? Rồi. Rồi. Từ từ nha. Rồi ok, đi từ từ về nha. Rồi ok. Trời ơi má. Má tôi quằn cái đơn này với ổng từ nãy giờ đâu. Hơn tiếng rưỡi rồi đó. Ơi Phan, từ 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 từ. Từ từ nó dướng cái con dây nè, từ 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 từ. Rồi, đi đi. À, từ quằn quằn từ nãy giờ với ổng hơn tiếng rưỡi gì đó, chơi lại vậy chứ. Ngã hai ba lần gì á. Chắc lên đẩy xuống ngã, chắc lên đẩy xuống ngã. Nó thua luôn. Cái đó đáng ra là mình phải đi xe ba gác. Mà nếu tốn tiền thì đi xe, ủa nếu tiết kiệm thì đi xe máy. Thì thấy vậy thì anh em cũng biết tiết kiệm rồi đó. Nói chung thời buổi khó khăn mà cũng thông cảm cho người ta. Nói thật lại quá trời cái đơn. Ủa quá trời. Quá trời cái kiện hàng của ông. Mình chạy mà. Mà vô mấy cái giàu hàng mà khách kia chở kêu đó thường mình quỳ mình lại luôn á chứ mình đi gì nổi. Nãy anh đó có cho tiền. Nó cho mấy chục ngàn gì đó kêu mình lấy uống nước rồi nó thôi rồi rồi. Anh em ai cũng đi làm hết á. Ai cũng khó khăn. Nói chung mình gặp thì mình giúp thôi chứ mà mình nghĩ mình lợi mình trước người ta mình lấy tiền á. Nếu mà mình nghĩ vậy thì mình không lợi mình giúp đâu. Tối với mình lợi như vậy. Tao hết. Tao hết. Bạn nghe không? Cao thủ lấy về không có được bán thì cũng không có lời lỡm nhiều hết trơn á. Nhưng mà kiểu ngã kiểu đó bể nát tùm lum hết rồi. Anh đặt đơn giao qua quận 3 đúng không? Anh đặt đơn giao qua quận... Giao qua quận 3 216 nè. Nãy em mới gọi anh á. 216 nè. Cái nào đó anh, cái này đúng không? Đúng rồi. Rồi. Số 1800 để được giải đáp. Gì vậy? Ủa sao gọi không được? Ủa gì vậy? Số máy không có. Ủa cái số này gọi đâu được đâu anh. Hả? Cái số nào cái số hồi nãy là em gọi anh mà. Nó chặn anh luôn rồi đó, đó anh không có gọi được á. Gọi nó được luôn.
mày bỏ bách giao quá không, nó chặn luôn, nó chặn đầu kia, nó bỏ được luôn. Bỏ thử. Rồi như vậy là nó chặn rồi. Đơn này sớm sơ sớm khác là gãy cổ rồi. Đứng 216 nè. Thôi kìa nó đặt tại khác đi anh ơi. Em quỷ cái đơn này. Em chạy chỗ khác chứ em đứng hồi chết em luôn á. Chết giờ mới có trăm mấy à. Mà gọi được mà gọi cái xe nó tắt. Đây, tôi gọi được không? Đây, gọi. Thôi anh gửi cho em lại cái tiền kia. Gửi cho em cái tiền kia đi, em chạy cái. Còn cái đó anh điện nó lấy xử lý sao đi đó, em xác nhận đơn không ấy rồi tôi bị dính trưởng rồi nữa rồi đó không tại em mới bị một cái rồi cũng nguy hiểm đấy, em chạy đi chứ 216 ngàn. Tôi tưởng là sắp bị gì. Dạ. Sorry. Anh thông cảm nha. Không gì đâu. Em bị quỷ đơn cũng bị tù thư sức do mạnh ra đâu mà. Chứ đặt hàng không có ship á, không có code á thì em không cần phải gọi làm gì. Nên là cái này code tới 200 mấy. Em phải làm đúng lịch trình chứ. À, cái đường đó mà mình không xác nhận đồ này nọ là rõ ràng luôn. Có thể là bị gãy cổ nha anh em. Giỡn chơi hoài. Một lần thôi chứ đâu mà bị thêm lần nữa được. Nói chung là cái anh bán hàng đó anh cũng không có biết đâu. Ông bên kia ông đặt mà gọi xác nhận đơn không được. Gọi tàn là để số ảo số gì đâu không à. Gọi sai số không à. Gọi cứ theo bao quyến khách là không đúng à. Sao mình dám chạy được. Đơn qua ba mấy ngàn qua bển còn có hai mấy ngàn. Ứng cho 200 mấy. Ủa qua bển có vấn đề gì à. Đóng nguyên con gà để về ăn, vừa ăn vừa gớt nước mắt luôn. Sợ quá. Nên là thôi quá. Em ve, em chấp nhận tù thời sức à. Em chấp nhận tù thị sức anh chị ơi. Rồi ngủ kinh tế mà. Cái nào mặn được mình mặn. Rồi không được thì thôi bỏ. À nhất lập chứ không bỏ thốt. À, chỉ ra mày chọn cái chết. Thôi đâu có được. Mình đi bệnh viện tim đúng không? Đúng rồi. Rồi. Xong rồi, không phải xấu cái gì. Ở đây em bỏ vào trong cái túi dòng. Ồ, cho cái lên sâu luôn. Cái bé ba đó. Tôi cứu bọn rồi. Lát nữa về kia đường trống là đi tên. Nó lẹ. Thích đi ô tô à? Hồi nãy hứa đi ô tô à? Đông á. Bữa nay người ta về quê mới nhiều. Hôm qua về. Ok chị. Thôi chị quét mã đi, em thấy 500 em ngắn quá. Có tiền đâu thôi. Dạ. Chị để lại. Dội vô nghe để té nha.
không tỉnh, chưa xỉn, chưa xỉn, chưa xỉn. Giờ này mòn mỏi rồi, chạy quá thì chạy. Nó đi chơi nhiều nó mệt. Tụi chị là 500. Em xíu bánh. Bấm 700 chỉ luôn á. Bấm 700 á, bà liều dữ hả bà. Rồi đó. Ờ, ok chị. Qua chưa? Đây. Qua chưa? Rồi rồi, qua rồi đó, rồi đó, rồi rồi. Rồi. Kêu bà chuyển 500, bà chuyển 700, bà gan lắm rồi. Rồi, cảm ơn chị nha. Bye bye con. Chú hết kẹo rồi chứ còn kẹo với con. Cái đơn 50.000 mình còn lại được 34.000. 34.000 chị này chuyển khoản cho 70.000. Là tổng cộng mình được 54.000. Quá ngon. Sáng giờ gặp được khách VIP anh em ơi. Một người khách VIP đầu tiên. Quá xuất sắc chị ơi. 50.000 mà mình dẹo chỉ mình nói 500.000. Bả nói chuyển cho 700.000 luôn. Quái cả trưởng. Chị khách quá VIP. Anh em mà chạy xe á mà mình kiểu mình nói chuyện với khách mà vui á, với lại gặp những người khách mà người ta hiểu, người ta biết kiểu biết thương thương tài xế một chút xíu á, người ta thế nào người ta cũng tiếp mình à. Tại người ta hiểu, người ta biết là chạy xe ôm này á, đâu có tiền bạc gì đâu, không có tiền bạc gì đâu, đâu. Người ta làm một buổi rồi bằng mình làm ngày rưỡi hai ngày vậy. Rồi phạm nhân đồng hả không chị? Mẹ đó. Ý là đèn đỏ có cái tín hiệu quẹo phải thì chịu quẹo phải. À, còn không có. Cái mốt chị chạy chị để ý nó phạt lắm. Giờ nó ra lực tùm lum hết trơn. Phải thì đèn đỏ. Ừ. Giờ nó ra lực tùm lum hết á. Tại em chạy xe em gần mấy đó. 32.000. Chờ xe chờ. Dạ rồi, cảm ơn anh chị. Đơn này 32 được 40 ngon. 32 mình còn lấy được 28. 28 thì nó tiếp thêm 8.000 nữa là 36. Quá ngon, quá đã. Cái gì vậy bà nội? Ok mọi người, mình kết thúc clip ở đây nha. Để hồi nó nổ nó báo. Ok mọi người, mình kết thúc clip ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình tới thời điểm này nha. Và mọi người xem clip nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một bình luận ở phía bên dưới để mình có thể tương tác với mọi người nha. Để mình coi hôm nay mình chạy được bao nhiêu nè. 20 đơn 503.000. Bữa nay nó phát đơn mà với lại tiền nó cho ít hơn ngày hôm qua nữa. Nản anh vô quá. Mình ráng mình vô, ôm anh vô, mình ráng gồng qua Tết chắc chia tay anh vô. Chịu hết nổi với ảnh nè, anh hành quá mà, chịu sao nổi.